nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ông Môsê qua đời. Sách Đề Nghị Luật, chương 34, từ câu 1 đến câu 12. Từ đồng bằng Mô-áp, ông Môsê lên núi Nơ-vô, tới Bít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất. Miền Ga-la-át cho đến Đan, tất cả Nát-ta-li, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-xe, tất cả miền đất Giu-đa cho đến biển Tây, miền Ne-ghép, vùng sông Giô-đan, thung lũng Giê-ri-khô, là thành Trà Là, cho đến Sô-a. Đức Chúa phán với ông: Đây là miền đất ta đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob khi nói: Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó. Ông Môsê, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh Đức Chúa. Ông được mai táng trong thung lũng ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết-bơ-o. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. Khi chết, ông Môsê thọ 120 tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. Con cái Israel khóc ông Môsê trong đồng bằng Mô-áp 30 ngày. Rồi những ngày than khóc thọ tang ông Môsê chấm dứt. Ông Giô-sê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay trên ông. Con cái Israel nghe ông và làm như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Trong Israel không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Môsê, người mà Đức Chúa biết rõ mặt giáp mặt. Đức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai Cập, phạt Pharaoh cùng tất cả bề tôi và cả nước. Ông Môsê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Israel.